Chiều ngày 23 tháng 2, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã chính thức công bố giá bán thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir. Theo đó, giá bán lẻ thuốc trên thị trường từ 11.500 đồng đến 12.500 đồng một viên. Cụ thể, theo công bố của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, thuốc Monopiravir 400mg dạng viên nang cứng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất có giá là 11.500 đồng một viên. Dạng hộp có 1 dĩ hoặc 2 dĩ hoặc 5 dĩ, mỗi dĩ 10 viên. Giá của thuốc Monopiravir 200mg dạng viên nang của Công ty Cổ phần Hóa dược Mỹ phẩm Mekofa có giá 8.765 đồng một viên, dạng hộp 10 dĩ, mỗi dĩ 10 viên. Đơn vị thứ ba được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế công bố giá bán là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên doanh Stellar Farm chi nhánh 1 có giá 12.500 đồng một viên dạng viên nang cứng, mỗi hộp 1 dĩ hoặc 2 dĩ, mỗi dĩ 10 viên. Giá kê khai của công ty với Cục Quản lý Dược là 250.000 đồng một hộp. Tuy nhiên, giá bán ra thị trường là 210.000 đồng một hộp. Đây là thuốc được nhượng quyền tự nguyện từ tập đoàn dược phẩm Merck.